Sáng ngày 8 tháng 7, Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã phát hiện bắt quả tang một tụ điểm sản xuất trái phép đạn chì lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Hà Nam. Trước đó, chiều ngày 6 tháng 7, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng thành phố Phủ Lý đã tiến hành kiểm tra một ngôi nhà ở thôn Kiều Đăng Thượng, xã Tiên Tân. Tại đây đã bắt quả tang 4 người đang có hành vi điều khiển hệ thống máy móc để sản xuất đạn chì sử dụng cho súng tự chế và súng săn. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 80kg đạn chì đã được sản xuất, trên 300 hộp đựng đạn, 45kg chì nguyên liệu, 6 máy sản xuất đạn chì và một số phương tiện, tang vật có liên quan. Bước đầu, chủ cơ sở khai nhận cách đây khoảng 2 tháng đã đến thuê ngôi nhà này rồi mua các thiết bị máy móc về để sản xuất đạn chì. Ngoài ra, còn thuê nhiều người đến giúp để sản xuất đạn chì theo mùa vụ. Số đạn chì sau khi sản xuất, cơ sở này sẽ rao bán trên các trang mạng xã hội và tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Để đối phó và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, cơ sở này đã căng bạt bưng kính xung quanh rồi ngồi bên trong sản xuất. Hiện Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.